Tôi muốn nói đến với anh năm qua này là đến lúc anh phải cần thay đổi cái thái độ đi, vì không thể để một cái buổi họp vô trật tự như vậy được. Tôi có quyền chỉ bất công ai, anh có chỉ tôi thì tôi vẫn chỉ là mặt anh không có không được bài hết. Anh tháo cái cờ vàng ra đi, anh không xứng đáng để đeo cái cờ vàng. Anh không phải là một người trật tự như vậy. Yeah. I have to respect rights. I have to respect. No, I don't say it. So what do you mean, Papa? I have a right to ask you. No, I can never find it to be me. No, you cannot kick me. I didn't. I said no. Don't bring me to kick me. No one can kick me in here. Yeah. In her office saying that she will help with the GoFundMe, she will help with the visa so she can stay, Hassan, the 19-year-old girl, and she will help with the funding. But the mayor insists that it's not related to because visa. Because he doesn't know the president. He wouldn't let me. He wouldn't even let me speak. Well, I'm going to tell the mayor that he give me the chance. Usually every protocol is that the author speaks after the mayor. He didn't do it this time. He silenced me. He said he wouldn't let the author of Faith Resolution I to speak. That's the issue. The thing is that the more he truly is fair, he will let me speak on that's what I'm telling you. Mấy đứa trẻ mà mình phải dạy mấy đứa trẻ một bài hỏi nó để cho nó trở về.
Since I'm so sorry about Vietnamese. Too much fighting. I'm so sorry. Chính dòng phụ gì chứ mà bây giờ đang chúng ta đang một cái dòng rất là thức uống vào gần 12 giờ đêm.